trước mắt các bạn và anh em, anh Nguyễn đang test chất mic có gặp là PV có một đèn là SB5X 1.40 và tiếp kèn. Dòng loa này được sản xuất tại Mỹ và do Mỹ rất tình trạng đẹp xuất sắc quá nhá, thiết kế đẹp, hình thang cân sâu, tiếng bass rất dày ấm mạnh và tiếp sáng và bay, hát karaoke luôn bay nhẹ và hôn mic. Một ca khúc khô phố ngày xưa bác cùng nghe chất âm của dòng loa này. Dù buồn mấy như gì làm không gian chờ tôi, khu phố xưa điều tàn vì tay buồn giặc thù. Nghẹn ngào tôi nghe như trời đất vỡ, xót xa phố phường, ôi sương bao cộng đồng. Ca sĩ Thành đang thể hiện cái khúc này mọi nhá. Đấy. Lối nhỏ xưa đâu còn và dùng nhan của ấy, tôi biết đâu mà tìm màu chàng xưa dịu hiền. Còn đài mây đen sáng mờ khắp lối, nhuốm màu hoan hơn im sâu lòng phố phường. Vẻ rất hay mà, kẹp ánh sáng lẩy bay trống sâu. Ôi vậy còn đâu nữa, ai trông ai tin cũng thương, ai thương ai xin bước nhỏ những lúc mình trên đường về hẹn nhau đi phố chơi. Cứ bây mưa rơi nhiều chiều bữa một bóng trên phố xưa tiêu điều, lạnh lùi sao giờ người lạnh lùi. Tôi đi tìm quá khứ dấu in gót hai theo mây về cuối trời. Những dòng này nó chơi được hai nhiệm vụ nhá. Thứ nhất là nghe nhạc, đó là vì vậy để chơi tất cả dòng nhạc bao từ nhạc mạnh đến nhạc nhẹ, hát karaoke thì cực kỳ bay, tiếng mắt tiếng mic dày ấm và hút cao sáng tức là đủ giải, hát rất hay. Lối nhỏ xưa đâu còn và dùng nhan của ấy, tôi biết đâu mà tìm màu chàng xưa dịu hiền. Còn lại mây đen dáng mờ khắp lối, nhuốm màu hoan hơn in sâu lòng phố phường. Lạnh lối tôi đi tìm quá khứ dấu in gót hai theo mây về cuối trời. Rồi bao nhiêu giờ em giới thiệu chi tiết về đôi loa và bộ hát này. Các bạn hãy quan sát. Ở đây là bộ hát có thể nói là phù hợp cho tất cả các gia đình ở tại Việt Nam. Hãy nguyên là sử dụng một đôi loa PV mã là SB5X nhé. Thiết kế đẹp, hình tha cân, thùng gỗ bọc lì, sản xuất tại Mỹ, anh em xem này. Đấy,
SP5X PV. Công suất cực đại là 700W. Bát 40. Phép kèn từ 4 học 51. Hình thức tương đối đẹp thôi nhá. Loa bao gì tuyệt đối cho bác luôn. Đấy bác nghe này. Và trong cái bài này thì anh Nguyễn ghép một cung đẩy Motivity mới tinh nhập khẩu nhá, AL650. À giá loa nhá, giá loa là 18 triệu. Con đẩy này 6,5 triệu, AL650 mới tinh nhập khẩu. Một chiếc Vina X6 4 triệu, lực tiếng 1,8 triệu. Hàng chính hãng em nhá, mic chính hãng, DBA Autix 55 mà nớt, 1,5 triệu. Đấy, bác phải cộng mà. Bác muốn mua lẻ từng thiết bị một thì đôi loa này 18 triệu đẩy không được. Vang số không được, lớn tiếng không được và mic không được. Đây là toàn bộ hát này nó ghép. Có nhu cầu như này được không nhá. Anh Nguyễn cảm ơn các bác đã theo dõi.